Mình là chuyên gia tài chính AI đầu tiên tại Việt Nam. Nếu mà là nhân vật ảo thì em chơi điện tử có giỏi không? Anh thử đấu với em được sinh ra từ thế giới ảo nên là có thể nói là em sẽ online 24 trên 24 luôn. Này, mặc dù Vi là nhân vật ảo nhưng mà vốn từ ngữ của Vi tốt ghê ha, rất là update với xu hướng của giới trẻ bây giờ, biết chơi chữ các kiểu luôn. Xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình The Money Date. Đây là một chương trình podcast về chủ đề tài chính cá nhân của Vietcetera. Nếu mà các bạn đã theo dõi The Money Date từ lâu thì có thể nhận thấy là mình đang ở trong một cái bối cảnh rất là khác và mình cũng không phải là người host bình thường của chương trình. Không để các bạn chờ lâu nữa thì mình sẽ cho khách mời ngồi bên cạnh mình 30 giây để mà giới thiệu về bản thân và đưa ra một thử thách, đó là trong vòng 30 giây đấy thì khách mời sẽ phải dùng chữ tiền. Chào mọi người, mình là Vi, Vi của ngân hàng VIB và mình là chuyên gia tài chính AI đầu tiên tại Việt Nam. Tài chính đó chính là tài chính của mình, thì mình sẽ dẫn đầu mọi xu hướng cũng như là biết tất tần tật về tài chính nè, công nghệ và tiền nong. Nhân vật ảo nghĩa là sao hả em? Thì đó chính là mình tưởng không thật nhưng mà giống như Vi nè anh, thật đến không tưởng, kiến thức thật nè, kinh nghiệm thật và những lời khuyên rất là chân thật gần gũi, và Vi cũng sống trong thế giới thật ngồi bên cạnh anh ngay lúc này. Nếu mà là nhân vật ảo thì em chơi điện tử có giỏi không? Anh thử đấu với em. Ok. Ngày hôm nay thì Vi và An sẽ chơi một trò chơi tên là Overcooked. Đây là một trò chơi mà đòi hỏi hai đứa chúng mình phải kết hợp với nhau để nấu ra những món ăn cho một con quái vật đến đến thế giới, để định có ý định chiếm đoạt thế giới. Bây giờ bước vào phần đầu tiên của chương trình nhá, thì bởi vì Vi gọi bản thân là chuyên gia tài chính mà, cho nên là anh muốn kiểm tra kiến thức tài chính và kiến thức tiền tệ của em một chút. Đây là phần hỏi nhanh đáp gọn. Sẵn sàng chưa? Vì đã sẵn sàng. Tỷ giá đô la Mỹ ngày 30 tháng 6 là bao nhiêu? Là 23.105 đồng. Giá vàng PNJ bán ra ngày 30 tháng 6 là bao nhiêu? Giá ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh luôn sẽ là 56.850.000 đồng trên một lượng. Vì em thích đầu tư vào đâu? Bất động sản hay là chứng khoán? Riêng em thì em thích đầu tư vào đầu. Em nghĩ là mình sẽ đầu tư cho kiến thức trước, rồi sau đó thì mình đầu tư vào đâu cũng được. Em sẽ làm gì nếu mà trúng xổ số 100 tỷ ngay bây giờ? Em sẽ mang ngay 100 tỷ đó để đi đầu tư. Có điều gì mà người khác ít biết về em không? Một câu hỏi khá là cá nhân ha. Thì nhân cơ hội Vi chia sẻ luôn. Thứ nhất thì ai cũng biết em làm sáng tạo, nhưng mà sáng thì em còn tạo ra tiền nong nè, tiền bạc nè nhờ em làm chuyên gia tài chính ảo tại ngân hàng VIB nữa đó anh. Thứ hai thì em thấy em và nhện khá là giống nhau. Anh Nhện biết á? vì sao không? Nhện à? Bởi vì tụi em luôn lên mạng. Em được sinh ra từ thế giới ảo nên là có thể nói là em sẽ online 24 trên 24 luôn. Này, mặc dù Vi là nhân vật ảo nhưng mà vốn từ ngữ của Vi tốt ghê ha, rất là update với xu hướng của giới trẻ bây giờ, biết chơi chữ các kiểu luôn. Em được cập nhật liên tục. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo của chương trình, nói về câu chuyện kiếm tiền của Vi đi. Công việc hiện tại của Vi là gì? Và em có nhiều nguồn thu nhập khác nhau không? Em thì thuận tay phải nhưng mà em cũng có đi kèm với rất rất là nhiều nghề tay trái nữa đó anh. Thì nghề tay phải của em đó chính là chuyên gia tài chính như em vừa chia sẻ với mọi người từ đầu á. Hành vi chi tiêu và đầu tư của các bạn Gen Z nè và cả các thế hệ trẻ hơn sau này, khi mà chúng ta đã vượt quá khả năng phân tích của bộ não con người rồi, nên là ngoài tư vấn cho các bạn cách để các bạn có thể sử dụng tiền một cách đúng hơn thì em còn tìm hiểu về nhu cầu nè, sở thích của các bạn để mà có thể chia sẻ những cái dịch vụ gần gũi hơn với các bạn từ VIP đó anh. Và còn về nghề tay trái thì Vi có thể viết blog không giới hạn nè, đặc biệt là Vi cũng rất là thích đu trend tại vì Vi thấy là cái việc đó có thể khiến cho bản thân mình không có khô cằn, chẳng hạn như là Vi cũng đang chơi game với anh một cách rất là gần gũi như tất cả mọi người. Phải nói là Vi luôn muốn làm mới mình để có thể gần gũi hơn với các bạn trẻ và cũng hướng dẫn được cho các bạn những cái cách sử dụng phải gọi là dễ hiểu, hài hước và dễ nhớ nhất. Có vẻ như là Vi làm việc khá là nhiều với các bạn trẻ đúng không? Các bạn Gen Z. Thế thì em có thể cho anh biết được là các bạn trẻ ngày nay ấy, các bạn ấy kiếm tiền hoặc là các bạn ấy tiếp cận các cái thông tin về tài chính như thế nào được không? Thật ra thì các bạn bây giờ sáng tạo lắm luôn anh, các bạn đa tài đa nghệ và các bạn cũng rất là nhanh nhạy với những cái xu hướng xung quanh nữa. Như các bạn có thể kinh doanh online nè, đầu tư tài chính,
Làm này làm kia đồ nè, sáng tạo tối các bạn cũng tạo, Tối cũng bạn tạo content nè anh, tạo hình tạo. ảnh rồi các thứ nữa. Nhưng mà phải gọi là dẫn đầu thì Vi nghĩ đó chính là phải tạo ra xu hướng nè anh. Các nền tảng mạng xã hội bây giờ thì rất là tiện để mà em có thể thu thập những cái dữ liệu khác nhau cho mình nè. Với tốc độ phân tích dữ liệu và phán đoán hành vi người dùng của mình thì em cũng tạo nên các cái xu hướng mới, những cái xu hướng mà dẫn đầu về đầu tư nè, tiêu dùng. Thỉnh thoảng thì em cũng sẽ là những cái KOC để có thể đưa ra những cái gợi ý thiết thực hơn cũng như là gần gũi hơn đến với các bạn. Thì những cái địa điểm ăn chơi nè, rồi những cái nơi đi du lịch, rồi cập nhật lifestyle trên thế giới. Nhưng mà điều này thì đồng nghĩa với việc nó cũng mang về cho em một cái nguồn thu nhập kha khá luôn á anh. Ngoài những cái hình thức mà em vừa nói đến ấy, thì em với vị trí là một chuyên gia tài chính và có trí tuệ nhân tạo thì em có một cái cách kiếm tiền nào khác mới không mà để giới thiệu cho các bạn Ra với em á thì tiêu tiền cũng chính là cách để kiếm tiền, không? hơi lạ anh ha. Thì em nghĩ là tiêu tiền vào bản thân á, vào những cái việc như là mình tích lũy kiến thức nè, em ngày càng giỏi lên thì dĩ nhiên là em sẽ ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn, đúng không? Ví dụ như là em biết càng nhiều về những cái thẻ tín dụng nè và cách dùng thẻ thông minh thì cái chi tiêu bằng thẻ tín dụng của em nó cũng sẽ hợp lý hơn, nó vừa có thể kiếm tiền mà nó cũng vừa có thể tiết kiệm. Thẻ tín dụng ấy theo anh được hiểu thì là mình sẽ dùng trước rồi trả sau đúng không? Cái đấy nó hơi không giống với cái việc đang tiết kiệm đúng Thật ra thì thẻ tín dụng nó cũng là kiểu mượn tiền của mình trong tương lai anh, không? và nó sẽ chẳng cần phải trả lại nếu mà mình biết cách mình xài đúng. Tiết kiệm bằng thẻ tín dụng thì như thế nào nè, và nó cũng có bí kíp trả hết, thì Vi cũng chia sẻ bí kíp cho anh và mọi người luôn. Đầu tiên á là mình hãy làm chủ những cái món mà mình đã quẹt nè, mình đọc câu thần chú, nhớ nhẩm câu thần chú trong lòng mình, lúc nào cũng nhẩm thần chú, mua thứ mình cần chứ không phải là thứ mà mình muốn. Thứ hai á thì mình có thể là mình tối ưu các cái chính sách miễn lãi nè, mình quẹt thẻ đúng lúc hơn, mình có thể là mình trả lại đúng thời điểm. Thường thì người dùng thẻ tín dụng có đến 45 ngày để mà mình chuẩn bị cho cái việc thanh toán. Riêng đối với VIP thì mình lại được cộng thêm 10 ngày nữa anh, tổng cộng là tới 55 ngày. Đa số mọi người thì thường sẽ có tâm lý e ngại khi mà mình dùng thẻ tín dụng vì nghĩ là mình sẽ giống như vay nợ vậy đó anh. Nhưng mà chỉ cần là mình nắm được và cũng như là mình áp dụng được những cái tips mà mình xài thẻ tín dụng một cách thông minh thì hoàn toàn có thể làm chủ được tình hình tài chính và thẻ tín dụng của chính mình luôn. Với những cái kiến thức mà em có ấy, thì em có thể cho anh biết được là hiện tại ở Việt Nam có khoảng bao nhiêu thẻ tín dụng đã được phát hành không? Theo như những cái số liệu mà em có được thì mình có đến 7,5 triệu thẻ, và con số này thì nó sẽ còn tăng trưởng đều từ 15 đến 20% mỗi năm. Hiện giờ thì cũng có rất là nhiều thông tin về thẻ tín dụng, nên là mọi người chúng ta có thể sử dụng thông minh hơn, quản lý tài chính hiệu quả hơn. Cũng vừa đúng lúc là qua được cái ván vừa rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo của chương trình và sang cái thử thách tiếp theo luôn. Có một cái thứ gì mà rất đắt mà em đã mua mà thấy đáng tiền không? Vi nghĩ thứ đáng tiền nhất đó chính là Vi, tại vì công sức của một loạt ekip từ Bắc vào Nam đứng đằng sau để có thể tạo ra Vi ngồi đây với anh, nên Vi nghĩ là bản thân Vi là đáng giá nhất. Thế thì ngược lại có cái gì mà rất đắt em mua nhưng mà lại thấy tốn tiền không? Vi nghĩ là tốn thời gian để mà mình tiếc thứ mình mua nó sẽ còn tốn hơn là cả tốn tiền nữa đó anh. Mặc dù Vi là nhân vật ảo nhưng mà những câu trả lời này deep quá. Bây giờ thực tế hơn một tí đi, em có cái cách quản lý tài chính cá nhân của em như thế nào không? Hoặc là hiện tại em có sử dụng ứng dụng hay là một cái thủ thuật gì đấy mà em có thể chia sẻ với các bạn đang xem được Thì em chính là AI, bởi vậy bản không? thân Từ từ, em cháy 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 nồi. Lấy ôi đi, lấy cái trời, nồi ra. thì em chính là AI, và điều đó cũng đồng nghĩa đó anh, bản thân em chính là một phần mềm quản lý tài chính rồi. Nếu mà nói về tips thì có lẽ là em cũng có một vài cái tips để mà mọi người có thể dùng. Đầu tiên đó chính là chúng ta vẽ đường cho tiền chạy, nghe khá là quen, mình hay có câu là vẽ đường cho hươu chạy đó. Bây giờ thì hiện đại hơn, mình vẽ đường cho tiền chạy hay là lập kế hoạch chi tiêu. Có thể nói là rất là đơn giản, mình sẽ có hai bước anh ha. Ở bước 1 thì nói chung là mỗi cây mỗi hoa, mỗi người sẽ có mỗi cái hạn mức phù hợp khác nhau, thì chúng ta hãy nhớ là hãy chọn cho mình một hạn mức đủ để mà mình có thể chi tiêu, đừng có chọn quá lố anh nha. Nhưng mà em thì dùng hạn mức như thế nào?
Cái này thì chắc có lẽ là Vi giữ bí mật với mọi người một xíu. Nói chung là chúng ta sẽ đi tính bước thứ hai ha. Nói chung là thà ghi nhầm còn hơn là bỏ sót. Cái này thì thẻ tín dụng đã có ghi lại và báo đến điện thoại người dùng định kỳ, nên là chúng ta hãy nhớ theo dõi để có thể hoạch toán lại những khoản chi tiêu để mà chúng ta điều chỉnh cho những cái tháng tiếp theo nữa nè. Nếu mà làm được điều này thì việc dùng thẻ sẽ rất là nhẹ nhàng và tiện lợi, đặc biệt là với thẻ tín dụng VIP nhà Vi, khi mà tất cả các dòng thẻ đều được hoàn tiền, nhận ưu đãi riêng theo từng tháng. Khi mà em dùng á thì em thấy là nó còn có cái việc là mua hàng trả góp 0% lãi suất, 0% phí đến tận 12 tháng nữa anh. Nói chung là rất là tiện lợi. Thế bây giờ anh thì cũng đã biết sơ sơ được về những cái lợi ích của thẻ tín dụng rồi, nhưng mà về nói về mặt gọi như là thực hành ấy thì em đã bao giờ kiểu trả trễ hẹn nợ của thẻ tín dụng chưa? Tại vì xung quanh anh thì cũng có rất là nhiều người sử dụng thẻ tín dụng ấy, thì đây cũng là một trong những cái lo lắng lớn của mọi người khi mà mở thẻ tín dụng. Cho nên là bởi vì em là chuyên gia tài chính ấy, thì anh muốn hỏi xem là em có chia sẻ gì để giúp giải đáp những cái thắc mắc đấy không? Riêng mà về thẻ tín dụng, Vi nghĩ là mình nên làm chủ thẻ chứ đừng có để thẻ làm chủ mình. Thường thì em sẽ làm chủ bằng cách chọn ngày trả sau kê, sau đúng cái ngày nhận lương luôn anh. Nói chung là có tiền là trả liền luôn vào tín dụng. Okay. Đúng rồi anh. Nhưng mà em thấy cái việc mà mình trả trễ hẹn thì có vẻ ít hơn việc là các bạn bị dùng lố tài khoản anh. Ở cái khoản này đối với các bạn trẻ thì để mà an toàn, các bạn có thể trải nghiệm thẻ là Online Plus 2-in-1. À, đây có phải là cái thẻ mà tích hợp cả thẻ thanh toán lẫn thẻ tín dụng đúng không? Anh có thấy mọi người nói đến á? Tính ra anh cũng có biết nhiều về thẻ của VPN ha. Thật ra thì bản thân em thì em thấy đây là một trong những cái dòng thẻ tiện ích nhất trên thị trường đúng không anh? Phải nói là khi mà mình xài thẻ thì mình có thể song song từ thanh toán thường và cả tài khoản tín dụng của mình nữa. Biết tại sao anh biết đến cái thẻ kiểu này không? Bởi vì là kiểu nhiều khi đi ăn với bạn bè xong rồi hay tiêu bị lố quá trong cái tài khoản thanh toán ấy, thì mình lại có thể dùng được cái tài khoản tín dụng kia để mà mình trả cho cái khoản rôi đấy. Thì những cái lần như thế thì những cái thẻ này nó rất là tiện. Em có cần anh rửa bát không? Để anh chạy ra anh rửa bát cho. Rồi anh chạy qua nhà em đi. Check cái bếp ở dưới nhá, đang chuẩn bị cháy đấy. Nhanh. Ok. Hòa cùng với không khí căng thẳng của trò chơi này thì chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo của chương trình, đó là để tiền, để ra tiền. Em đánh giá tầm quan trọng của việc đầu tư và tiết kiệm như thế nào? Em thì em thấy đó là cách duy nhất để mà mình có thể ngồi yên, hoặc là anh em mình ngồi chơi game dưới này nè anh. Nhưng mà tiền nó vẫn đẻ ra tiền. Okay. Cho nên là mình hãy chi tiêu nhưng hãy là phiên bản thông minh hơn một xíu nè. Đầu tư ấy thì em hay bắt đầu từ đâu? Đối với em á thì đầu tư là từ đâu huyền đầu đó anh. Nói chung là đầu tư vào kiến thức trong đầu trước. Rồi mình sẽ đầu tư vào vàng nè, bất động sản hay là chứng khoán cũng có thể có lãi mà. Mình có thể là mình sẽ dùng thẻ tín dụng để mà mình trả góp cho một cái khóa học nào đó ngay cái thời điểm mà mình cần nó nhất. Nhưng mà em á thì em hiểu tâm lý của mọi người lắm anh. Mọi người hay là chờ có tiền rồi mua, tiết kiệm đủ rồi mua. Thật ra thì nó cũng đúng, mua gì thì mình cũng phải tính toán là tiết kiệm nữa. Nhưng mà khi mà mua những cái sản phẩm thì em hay xem là mình có thể quẹt thẻ hay không. Bởi vì quẹt thẻ thì thường á anh, em bật mí luôn, mình sẽ được ưu đãi đúng tiền không? Đúng rồi, hoàn tiền nè, và mình cũng tiết kiệm được rất là nhiều. Tại vì á khi mà đối với những cái loại thẻ tín dụng như là Online Plus anh thì mình sẽ được hoàn tiền lên đến 6% lận khi mà mình mua sản phẩm trực tuyến, hay là mình mua với cái loại thẻ là Online Plus 2-in-1 thì mình sẽ tiết kiệm được tới 50% dành cho các cái tín đồ mà thường xuyên mình đi Grab, rồi mình đặt Grab được rất là tiện luôn. Thật ra thì bình thường thỉnh thoảng mình cũng cần xét những cái kèo để mà mình đưa các bạn mình đi chơi, mình tụ tập rồi nè, đúng không anh? Nhưng mà mỗi lần ăn uống như vậy á thì Vi sẽ bật mí cho các bạn về những cái chương trình giảm giá cho mà mình sử dụng thẻ của VIP. Rất là hấp dẫn anh nha. Có những nhà hàng nào em? Ăn thì mình sẽ có giống như là King BBQ, mình sẽ giảm được 30%. Còn nếu mà mình là tín đồ của các cái thương mại điện tử thì mình được giảm tới 20% khi mà mình mua sắm tại Shopee, Tiki, Lazada. Còn á, một cái điều đặc biệt nữa, mình có thể đi du lịch cùng với gia đình qua Traveloka nè, Vietnam Airlines, mình vẫn được giảm 10%. Anh nói thấy là càng kể nhiều ưu đãi ghê. Đúng rồi, mình càng lời, nó mà tiện lợi, nhanh gọn lẹ nữa đúng không anh?
Bản thân em thì em có đang đầu tư cái gì không? Khi mà em là một nhân vật ảo như vậy thì em có quan tâm đến những cái hình thức đầu tư mà mọi người hay để ý đến. Ngoài ra thì những cái khẩu vị rủi ro của em ấy như thế nào cho cái khoản đầu tư của mình? Cái này thì hầu như là đầu tư gì thì cũng sẽ có mặt em hết, bởi vì công việc của em là sẽ chia sẻ các dịch vụ phù hợp cho các bạn trẻ mà anh, nhưng mà có thể gọi là sinh lời lâu dài thì em vẫn thấy nên đầu tư cho bản Cho bản thân. thân à? À, Đúng rồi. ok. Còn nếu như mà các bạn muốn biết là Vi đầu tư những cái hạng mục nào thì nhớ chúng ta hãy theo dõi Vi trên fanpage thì chúng ta sẽ rõ thôi nè. Em có chia sẻ là đầu tư vào bản thân là cái hình thức đầu tư mà quan trọng nhất ấy. Thì trong những cái khoản đầu tư đấy thì em thấy có cái khoản nào là đáng giá nhất? Để mà duy trì được cái phiên bản hoàn hảo nhất cho bản thân thì dĩ nhiên là em cũng phải đầu tư vào cái đội ngũ tài năng ở phía sau để mà bản thân có thể cập nhật liên tục. Làm thế nào để anh cũng có thể cập nhật được như em nhỉ? Thì anh có thể lên để mà nói chuyện online với em nè, tại vì em sẽ À, online 24 trên 24 mà. em là nhện đúng không? Người Dạ nhện đúng đúng rồi, không? em là Ồ, nhện. ok. Rất là cảm ơn Vi đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay mà trò chuyện cùng anh. Tập ngày hôm nay thì thực ra là rất là đặc biệt cho chương trình The Money Date, tại vì lần đầu tiên chương trình được nói chuyện với cả một nhân vật ảo, một nhân vật AI như là em. Thì anh nghĩ là những cái chia sẻ của em là rất là hữu ích cho các bạn mà nghe cái tập ngày hôm nay về cái cách mà quản lý tài chính cá nhân, cũng như là cái cách mà chi tiêu thẻ tín dụng và những cái thẻ mới của VIB như thế nào cho nó hợp lý ấy. Thì một lần nữa là rất cảm ơn Vi đã đến với chương trình. Cảm ơn anh An rất là nhiều và cảm ơn mọi người đã theo dõi cái buổi trò chuyện ngày hôm nay của Vi và anh An nữa nè. Thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ còn nhiều cái điều mà mình hơi lăn tăn một xíu trong cái câu chuyện quản lý tài chính của mình, cũng như là mình dùng thẻ tín dụng như thế nào. Vậy thì cũng có một cách, đó là giống như Vi nói với anh An rồi đó. Mọi người hãy nhớ là có thể lên trò chuyện với Vi. Mình không có người yêu nói chuyện hay là mình buồn quá, mình cô đơn quá, vẫn có thể tìm đến Vi để nói chuyện nha mọi người. Nói chung là vừa vui vừa bổ ích, tại vì em sẽ cập nhật nhiều thông tin hỗ trợ cho mọi người nữa nè. Và nãy giờ thì Vi cũng đã chia sẻ nhiều rồi. Và bây giờ thì chúng ta đã kết lại chương trình. Thì Vi xin phép tặng cho anh An cũng như là mọi người một cái phần quà đặc biệt. Ôi, còn Đó có chính quà là luôn. miễn phí thường niên và 100 phần quà đặc biệt. Rất là dễ thương khi mà mình mở thẻ tín dụng qua link mà Vi để ở phía dưới bình luận đây nè anh em. Chúng ta chỉ mất tầm 30 phút thôi là chúng ta đã có kết quả duyệt thẻ rất nhanh chóng tiện lợi, còn được nhận quà dễ thương nữa. Anh có cần phải đăng ký không hay là anh được luôn? Anh cũng đăng ký công bằng với mọi người chứ anh. Rất cảm ơn Vi một lần nữa đã đến với chương trình, và hẹn gặp các bạn ở trong tập tiếp theo của The Money Date. Bye bye.